Hello, xin chào các thầy cô. Hôm nay thầy Phương sẽ hướng dẫn các thầy cô đăng ký cái tài khoản của trang Discord nhé. Thì sau khi mà các thầy cô đã tải về và cài đặt cái phần mềm Discord này, thì chúng ta sẽ ra cái giao diện như thế này. Nếu như mà chúng ta không có cái tài khoản này, chưa tải về phần mềm thì chúng ta lên trên Google, chúng ta gọi Discord. Tên là Discord. .com discord.com. Nó ra cái trang này, chúng ta bấm vào tải về cho Windows và nó ra phần mềm chúng ta tải về cho đưa về máy và sau đó chúng ta cài đặt nó vào thì chúng ta sẽ có được cái giao diện phần mềm nó như thế này. Đây, chúng ta chưa có tài khoản thì bấm vào register, đăng ký một cái email. Username. Password. Bạn này tháng năm sinh. Click vào đây, chúng vào Continue. Click vào I am human. Chọn hình ảnh của nó. Đấy, như là con bò ở trong tự nhiên nè. Sau đó nó yêu cầu mình xác minh bằng số điện thoại. Chúng ta bấm verify phone. Nhập số điện thoại vào đây. Ở Việt Nam thì gọi 84. Cộng 84. Tìm sinh viên. Để tìm thấy chữ viết mình. Đây. Và nhập cái số điện thoại của mình. Xem làm gì được rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái mã mà Discord gửi về cho mình. Và mình sẽ nhập password vào. Confirm. Xác minh xong. Bây giờ nó sẽ gửi cái xác thực của chúng ta vào email, chúng ta lại phải mở mail ra để xác thực bằng email. Đấy, có cái xác thực email của Discord còn chủ yếu này. Đấy, tại email. Đã xác minh xong, bấm vào lại, bấm vào am như mình continue to Discord và bấm vào mở Discord là xong. Đây đâu thể kiểm tra trang trong tính năng của phần mềm. Đây là tài khoản của chúng ta đây.
nữ, profile, vân vân, tất cả mọi thứ nó có đầy đủ ở trong này. Ok rồi, xong rồi, add new server. Đó, tạo ra một cái của riêng mình, chúng ta bấm vào dấu cộng, chúng ta chọn là create my account for me and my friend. Create. Not now. Ok, như vậy là chúng ta đăng ký xong tài khoản của phần mềm Discord. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái phần mềm mà giúp các thầy cô dùng nó để vẽ tranh. Thì đó chính là phần mềm gọi là Midjourney. Và để có tạo tài khoản ở trong trang này, chúng ta bấm vào Midjourney. Chúng ta bấm vào chỗ là Join Beta. Join Beta này là để tạo tài khoản. Bấm vào đây. À, thì khi chúng ta đã có tài khoản Discord rồi thì chúng ta chỉ cần bấm vào là Join Midjourney. Join Midjourney. Và xong, chúng ta đã có Midjourney ở trong này. Nó sẽ hỏi mình là mình xưng hô với mình như thế nào, mình là he, him, she, tức là con trai, con gái hay là nhiều người. Tôi chọn là đây, là vị trí chúng ta ở đâu, ở châu Á đây. Finish, bấm finish.